căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Israel và Palestine. Cảnh báo châu Âu sắp hứng chịu làn sóng biến thể Delta. Khám phá con đường La Mã cổ đại tại Ban Căng. Thưa quý vị, một máy bay quân sự chở ít nhất 85 người đã bị rơi ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hiện đã cứu sống được 40 người. Máy bay C-130 của Không quân Philippines đang chở binh sĩ từ đảo Mindanao đến đảo Jolo ở tỉnh Sulu thì bị rơi. Máy bay đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh và phi công đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng đã thất bại. Thông tin ban đầu cho biết là có 85 người trên máy bay. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Philippines, thì máy bay này đã chở 92 người, bao gồm cả 3 viên phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định việc chiếc máy bay này bị rơi không phải là do bị tấn công. Xung đột giữa Israel và Palestine lại có dấu hiệu nóng lên khi ngày hôm qua, không quân Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu tại dải Gaza sau khi xảy ra một số vụ thả bóng bay gây cháy tại khu vực này. Trong khi đó, đụng độ tại khu vực bờ Tây đã khiến cho một người Palestine thiệt mạng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Israel không kích dải Gaza sau khi các vụ thả bóng bay gây cháy từ phía Gaza đã gây ra 4 vụ hỏa hoạn ở khu vực Esko, miền nam Israel, giáp với Gaza và cũng là các vụ đụng độ mới nhất tại khu vực này kể từ khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5. Trong khi đó, thì tại bờ Tây, một người Palestine đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa người biểu tình Palestine với binh lính Israel. Giới chức Israel không xác nhận về vụ tử vong, song cho biết là đã bắn một đối tượng ném một vật phát nổ về phía binh sĩ. Hàng chục nghìn người Brazil đã đổ ra đường biểu tình kêu gọi luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro trong bối cảnh vụ tham nhũng liên quan đến hợp đồng vaccine ngừa COVID-19 vừa bị phanh phui. Cuộc biểu tình diễn ra ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, thu hút nhiều người tại các khu trung tâm của ít nhất 13 bang. Người dân Brazil đã chỉ trích chính quyền đã xử lý không tốt vấn đề bạo lực, môi trường, quyền của người bản địa, thái độ chủ quan trước đại dịch cũng như là tốc độ triển khai chương trình tiêm chủng. Ngoài ra, thì người dân còn bức xúc trước việc công ty Bharat Biotech được cho là đã giúp Bộ Y tế nước này biển thủ hàng trăm triệu đô la Mỹ sau khi ký kết mua 20 triệu liều Covaxin dù chưa được cấp phép và có giá ban đầu là 1,34 đô la một liều, song đã được nâng lên là 15 đô la một liều. Tổng thống Brazil bị nghi ngờ là có dính líu đến vụ tham nhũng này. Châu Âu đang trải qua những ngày tháng cuồng nhiệt vì giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020 với các trận đấu được tổ chức tại nhiều quốc gia và địa điểm. Đặc biệt là các trận bán kết và chung kết Euro 2020 dự kiến sẽ diễn ra tại Anh, nơi mà đang chứng kiến sự bùng nổ của biến thể Delta. Trong khi đó, thì nhiều quốc gia khác như Pháp, Đức, Italia hay Bồ Đào Nha cũng ghi nhận hàng trăm ca mắc biến thể Delta. Và đứng trước tâm lý chủ quan này, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo sẽ có một làn sóng lây nhiễm mới nếu như châu Âu không duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Du lịch và bóng đá, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân châu Âu, không thể nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng kinh tế do đại dịch COVID-19 mang tới trong 18 tháng qua, nhưng châu Âu đang hy vọng năm nay mọi thứ sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên, việc biến thể Delta bùng phát mạnh một lần nữa đang đe dọa cuộc sống của người dân các nước châu Âu khi họ vừa mới chỉ được hưởng thụ cuộc sống bình thường. Hy vọng về một mùa hè tự do thoải mái giờ đây có nguy cơ phải nhường chỗ cho những lo ngại về làn sóng bùng phát dịch bệnh mới ở nhiều nước. Sẽ có một làn sóng lây nhiễm mới tại châu Âu vì biến thể Delta nếu các nước không duy trì kỷ luật. Biến thể Delta sẽ trở thành biến thể thống trị châu Âu và một số khu vực kế cận vào tháng 8 tới. Biến thể Delta đang chiếm tới hơn 95% số ca mắc COVID-19 mới tại Anh, hơn 96% tại Bồ Đào Nha, hơn 20% tại Italia và khoảng 16% tại Bỉ. Nhiều khu vực ở miền Tây nước Pháp ghi nhận tới 70% trường hợp nhiễm biến thể Delta. Bất chấp các đợt dịch mới bùng phát trở lại ở nhiều nơi, một số quốc gia châu Âu vẫn thúc đẩy kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế và hồi sinh các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đặc biệt là du lịch và lữ hành. Tôi đã tiêm vaccine và có thể đi du lịch rồi. Từ nay phải sống chung với virus nên tôi không quá sợ hãi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có thể đến Marocca ở Anh. Thời tiết đang rất nóng như thiêu vậy.
Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, đến đầu tháng 8 sẽ có tới 70% số ca mắc mới tại EU nhiễm biến thể Delta, và con số này sẽ lên tới 90% vào cuối tháng 8, đặc biệt là ở nhóm người trẻ tuổi, là những người chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Việc giãn cách xã hội ở nhiều nước châu Âu thường bị bỏ qua, nhất là ở những người trẻ. Một số nước thậm chí đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi ra đường. Vẫn còn có hàng triệu người trẻ chưa tiêm chủng, và đáng buồn là vẫn có một bộ phận người lớn tuổi dễ bị tổn thương, vẫn có thể không chống chọi được với virus, kể cả khi họ tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay, chúng ta đang ghi nhận tốc độ gia tăng số ca mắc mới mỗi tuần là 64%. Trong trường hợp xấu nhất, số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi mỗi tuần. Hiện nay, Hà Lan đang mở rộng chương trình tiêm vaccine cho những người từ 12 đến 17 tuổi. Chính quyền thủ đô Rome, Italia đang cân nhắc phương án đưa xe tải ra bãi biển để tiêm cho người dân. Tương tự ở Bồ Đào Nha, chính quyền đang nới thêm giờ làm tại các trung tâm tiêm chủng, lập thêm phòng khám nhanh và đưa quân nhân vào hỗ trợ vận hành, cũng như giảm thời gian chờ giữa hai lần tiêm vaccine AstraZeneca. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động, và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 20 người còn mất tích sau vụ lở đất do mưa lớn ở Atami, tỉnh Shizuoka, tây nam thủ đô Tokyo. Mưa lớn kéo theo lở đất đã ảnh hưởng đến khoảng 80 ngôi nhà, phá hủy nhiều nhà tại Atami, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng nổi tiếng của Nhật Bản. Đến sáng nay, gần 390 người dân trong khu vực đã được lệnh đi sơ tán. Cảnh báo được ban bố ở mức cao nhất do nguy cơ xảy ra thảm họa. Dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Đã có 719 ca đột tử tại tỉnh British Columbia, Canada trong tuần qua. Các chuyên gia cho rằng có khả năng thời tiết khắc nghiệt là một yếu tố đáng kể khi số ca đột tử tăng mạnh sau một đợt nắng nóng nguy hiểm, phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ ở tỉnh này. Trước đợt nắng nóng này, British Columbia chỉ có 3 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong vòng từ 3 đến 5 năm qua. Đợt nắng nóng này khiến cho giới khoa học Canada ngạc nhiên khi diễn ra trong tháng 6, trong khi những đợt nóng thông thường sẽ đến vào cuối tháng 7 hoặc sang đầu tháng 8. Trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó lường, mới đây, Phòng thí nghiệm hàng hải Plymouth, Anh đã tiến hành thả phao nghiên cứu biến đổi khí hậu tiên tiến nhất để đo các chỉ số cơ bản phục vụ cho công tác nghiên cứu khí hậu. Chiếc phao cao gần 9 mét, được trang bị các cảm biến và thiết bị giám sát, được xây dựng trong 2 năm và có giá trị gần 1 triệu bảng Anh, nặng khoảng 3 tấn, hoạt động bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Phao sẽ được đặt cách bờ biển Plymouth khoảng 8 km. Các cảm biến sẽ được hạ xuống độ sâu 50 mét, qua đó đo lường và xác định các thay đổi trong đại dương sau mỗi vài cm. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với Bosnia-Herzegovina để cùng khám phá một điểm tham quan lịch sử tại nước này, một khu di tích từ thời La Mã cổ đại mới được phát hiện ở vùng núi phía đông bắc quốc gia Ban Căng này. Đi trên con đường lát đá này khiến người ta như được quay ngược thời gian, trở lại thời kỳ La Mã cổ đại từ cách đây khoảng 2.000 năm. Trong nhiều thập niên, con đường đã bị che khuất tầm nhìn bởi rừng cây rậm rạp, do đó đã không hề được phát hiện ra trong nhiều năm, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm của các nhà khảo cổ. Đây là di tích cổ đại đầu tiên được tìm thấy trên núi Con Yêu và là di tích thứ hai tại miền Đông Bắc này sau một hồ chứa nước thời La Mã được phát hiện ở thành phố Tula vào năm 2019. Năm 2019, các nhà khảo cổ mới bắt đầu tìm kiếm trên các ngọn núi sau khi tham khảo các ghi chép lịch sử và phỏng vấn người dân về con đường lát đá trong truyền thuyết địa phương. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại đây hôm nay. Tôi thực sự đến với một thị trấn nhỏ gần Rome. Vì vậy, tôi quen thuộc với vẻ đẹp của thành phố Vĩnh Cửu và thật thú vị khi tìm thấy cảm giác đó ở đây. Đế chế La Mã cổ đại đã chinh phục vùng đất nay là Bosnia-Herzegovina hiện đại trong thế kỷ thứ 2 và 1 trước công nguyên. Nhiều di tích khảo cổ từ thời La Mã này ở miền nam Bosnia-Herzegovina đã trở thành các địa điểm du lịch nổi tiếng như biệt thự Mogoželo. Các nhà nghiên cứu hy vọng con đường lát đá này cũng sẽ trở thành một dấu ấn cho du lịch địa phương. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.